đó phải có nhà ở thành phố Hồ Chí Minh. Mà nói nhỏ thì đừng nói ai nghe. Nhà có cảm tình tư riêng nữa. Mà chừng người ta không chịu em đó. Em có quan trọng ở cái nhìn đầu tiên ban đầu không? Hay là em nghĩ trong cái tình yêu là mình phải từ từ tìm hiểu? Dạ em cũng quan trọng về vấn đề cái nhìn ban đầu. À, em thích điều gì ở người đàn ông của mình? Cao trên 1m68 trở lên. Rồi ngoài chiều cao ra còn điều gì nữa? À, về tính cách thì vui vẻ, hòa đồng, nhiệt tình với mọi người, năng động. Còn gì nữa không? À, về công việc thì người đó phải công ăn việc làm ổn định. Người đó phải có nhà ở thành phố Hồ Chí Minh. Hả? Sao em nói lớn? Phải có nhà ở thành phố Hồ Chí Minh. Phải có nhà ở thành phố Hồ Chí Minh. Ủa quê em trai ở đâu vậy cưng? Dạ em sống ở Sài Gòn từ nhỏ. Có nhà. Đó là đáp án, đó là đáp án. Đó là tiêu chuẩn bên kia. Còn tiêu chuẩn của bạn như thế nào? Dạ tiêu chuẩn của em thì em thích một người phụ nữ không cần đẹp nhưng mà nhìn dễ thương. Nói chung là có mái tóc dài thì càng tốt. Bây giờ vừa đẹp mà vừa dễ thương luôn, chịu không? Dạ quá chịu chị ạ. Quá chịu luôn mà coi chừng người ta không chịu em đó. Đó là hơi quê. Hơi quê, không có gì quê. Dạ đúng. Không có gì quê hết. Dạ đúng. Mình có quyền chinh phục người khác, không chịu thì mình chinh phục người khác. Dạ cảm ơn anh Linh. Rồi bây giờ để coi mặt luôn nè. Dạ em chào anh. Trời ơi, quá sức ấn tượng, quá sức đặc biệt. Rất là xinh đó. Nhưng mà tôi hỏi bạn nè, thí dụ như bạn bên kia đáp ứng đầy đủ nhu cầu của bạn, hai bạn cũng rất yêu thương nhau, nhưng rủ trường hợp bạn kia không có nhà ở Sài Gòn thì sao? Dạ vấn đề đó em sẽ xem lại. Coi như bạn này quan trọng là cái nhà chứ không phải cái tình. Thiếu lãng mạn hay là thiếu lãng mạn chút xíu? Thiếu lãng mạn. Theo tôi đánh giá là như vậy. Bây giờ nếu như ba mẹ bạn bên đó mà không đồng ý bạn về ở chung trong nhà, phải ra ở riêng, mà bây giờ hai người là tâm đầu ý hợp rồi đó, quyết định chọn nhau rồi đó, thì bây giờ bên đó biểu bạn chờ 3 năm để làm cố gắng mua cái nhà, bạn chờ không? Dạ chờ chị. Bạn là 30 tuổi rồi đó nha. Nói thì nói vậy thôi đó. Chờ chị. Hỏi thiệt. Dạ. Nhà đó ai đứng tên? Ba em. Dạ có mấy anh em? Dạ có hai anh em. Mà em nói nhỏ chị đừng nói ai nghe. Nhà em có căn chung cư riêng nữa. Vậy là hai anh em mỗi người một căn. Nói nhỏ quanh, nói nhỏ lại. Nói nhỏ mà đây nghe hết trơn. Vậy là được, vậy là được. À. Chị chúc mừng em, hy vọng với căn nhà và căn chung cư em sẽ chọn được bạn gái kế bên nha. Cảm ơn chị. Ừ, hy vọng vậy. Nghe gì không? Dạ em nghe hết. Nghe hết rồi thôi, đâu cần phải nói lại chi nữa. Hỏi ở chung cư được không? Chung cư được không em? Dạ, miễn có nhà được rồi chị. Cũng là thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Ha. Rồi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cho hai bạn trẻ của mình 2 phút để gặp gỡ nhau. Nào, xin mời. Kéo màn lên. Hỏi coi chung cư là nằm ở quận mấy, rồi nhà là nằm ở quận mấy để mình lựa nha. Mời bạn. Chào anh. Chào em. Nhà em ở đâu? Dạ nhà em ở quận 6. Quận 6, đường dạ. Nào em? Dạ đường Bà Hôm anh. À, anh biết đường đó. Nhà anh ở đâu ạ? À, nhà nó quận 8. À, theo quan điểm tình yêu của em á, là tôn trọng, chân thật và chung thủy, thì anh có đạt được những điều như vậy hay không? Đó cũng là quan điểm của anh. Câu trả lời đầy đủ như vậy. Tiếp cho em. À, khi rảnh anh thường thích đi đâu? Dạ em thích đi du lịch, thích đi shopping. Đi shopping. Chúng ta còn 30 giây. 30 giây. Em hỏi câu nào quan trọng đi. Anh có chịu đưa tiền cho em đi shopping mỗi tuần không? À, không, mình đi shopping đi. Nhưng mà đủ thêm chị Cát Tường với anh Linh nữa. Trời ơi, dẫn thêm chị Cát Tường với anh Linh nữa cái trời hả? Ông Mai bà mối mà cũng có cái đầu heo. Hết thời gian rồi. Hết thời gian rồi. Nhìn nhanh để đi shopping. Hết quá đi shopping rồi. Chúng ta bây sẽ giờ có 3 tiếng đếm để quyết định xem các bạn có đồng ý hẹn hò không. Mời các bạn đặt tay vào nút bấm. Suy nghĩ thật kỹ. Đấy. Và sau 3 tiếng đếm, nếu chúng ta đồng ý hẹn hò thì chúng ta nhấn nút. Và không nhấn nút có nghĩa là chúng ta không đồng ý hẹn hò với nhau. Và bây giờ 3 tiếng đếm bắt đầu. Một. Hai. Ba. Hết giờ. Hết thời. Mời các bạn. Hồi nãy bạn có nói với tôi là bạn thích đi shopping.
Dạ. Mà sao người ta mời đi shopping mà không đi? Dạ có lẽ anh ấy không hợp với em. Anh có hai cái nhà mà. Lý do tại sao bạn lại yêu cầu bạn trai của mình phải có nhà ở Sài Gòn? Dạ tại vì cuộc sống của em á, ba mẹ em thì ở thành phố Hồ Chí Minh, em thì cũng ở thành phố và công việc của em cũng ở thành phố, thì như vậy sẽ ổn định cuộc sống và em dễ thăm gia đình. Bạn nghĩ thế nào khi mà bạn nữ không đồng ý? Em nghĩ hồi nãy bạn nữ nói là cái nhìn đầu tiên, thì em nghĩ bạn nữ này có lẽ lựa chọn người theo cảm giác rất là nhiều. Thì em nghĩ cái này là tôn trọng ý kiến bạn nữ, nó đều hoàn toàn hiển nhiên. Nếu như bạn nữ không đồng ý với lời mời để shopping với bạn thì tôi nghĩ rằng bạn sẽ có món quà để tặng cho bạn nữ. Gửi tặng em một món quà nhỏ thì cảm ơn. Vậy là hai mình đâu được đi shopping không? Được không em? Em với anh đi riêng cũng được. Trời ơi, cho tôi bị ra liền vô lý thiệt. Dù sao nữa thì thực sự là một ngày cũng rất là có ý nghĩa các bạn. Nếu không hẹn hò thì chúng ta có thể làm bạn với nhau. Biết đâu sau này từ tình bạn đó chúng ta sẽ nhân thành một tình yêu thì sao? Không biết điều gì xảy ra, duyên số không đến lần này có thể đến lần khác. Chúc hai bạn may mắn.